Xin chào mọi người nha. Hôm nay mắm nhĩ cao cấp bếp xưa tiếp tục tri ân cho tất cả mọi người dòng mắm nhĩ thượng hạng ủ 3 năm với tỷ lệ là 5 cá 1 muối. Dạ, đây là dòng mắm nhĩ cá cơm nguyên chất rất là nổi tiếng của Tam Quan Bình Định ạ. Và ngày hôm nay, nhân dịp đặc biệt bên em quyết định sẽ dành ra 300 thùng. Em chốt cho các anh chị với giá là 299.000 mà thôi. Và một thùng sẽ bao gồm có 6 chai, mỗi chai nửa lít, tức là 3 lít. Và ngày hôm nay với giá chỉ có 299.000 và đặc biệt sẽ free ship tận nơi cho mọi người. Nước mắm nhĩ Tam Quan Bình Định thương hiệu bếp xưa rất là nổi tiếng và là sản phẩm đầu tiên và duy nhất ở Bình Định được xuất khẩu qua các nước nổi tiếng như là Hàn Quốc nè, Đài Loan nè. Và sản phẩm nhà em là tự hào đạt sản phẩm sạch OCOP 5 sao được Sở Công Thương Bình Định chứng nhận với đầy đủ các giấy tờ vệ sinh an toàn thực phẩm. Cho nên là mọi người cứ yên tâm nha. Dạ, sản phẩm mắm nhà bên em thì nguyên chất, không có đường và các chất điều vị nên rất an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng ạ. Với phương châm là sạch, ngon, an toàn cho người tiêu dùng nên rất được các khách hàng tin dùng cho đến ngày hôm nay. Và dòng nước mắm này á, rất là thơm luôn. Nó không có những cái mùi hôi như là các loại nước mắm hóa chất đồ này kia đâu nha. Và cực kỳ an toàn cho các anh chị vì từ 100% từ thiên nhiên mà. Với công thức riêng 5 cá 1 muối thì mình ăn mình sẽ cảm thấy rất là ngọt ở hậu vị luôn. Và các anh chị nào mình đã đi du lịch này kia rồi thì chắc chắn anh chị đã biết là khi mà mình mua 1 lít nước mắm ở nhà hàng đặc biệt cao cấp chính hãng do người dân người ta làm ở các trạm dừng chân thì giá cũng đã 180.000 đến 200.000 một lít rồi. Và còn ngày hôm nay nhân dịp đặc biệt bên em sẽ chốt cho các anh chị chỉ 300 thùng với giá siêu ưu đãi chỉ 299.000 và với 3 lít tặng kèm cho anh chị một chai mắm cốt đặc biệt được free ship và kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền luôn đó. Và các anh chị nào đã dùng nước mắm nhà bên em rồi thì hãy để lại cho em một cái phản hồi để các anh chị khác biết và dùng sản phẩm mắm nhĩ của bên em nha. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Mấy anh chị đã có nhu cầu đặt hàng và để lại dùm em comment ở phía bên dưới hoặc là nhắn tin trực tiếp trên fanpage. Em cũng xin đảm bảo cho các anh chị luôn là không ngon em hoàn lại tiền cho các anh chị luôn. Và nước mắm nhà bên em là một đặc sản cực kỳ nổi tiếng ở Bình Định luôn đó. Mắm nhà em bao thử luôn khi nhận hàng nha các anh chị. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã xem like của em ạ.